quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Khách sạn 5 sao cùng với khách mời Sông Đất, một người mạng thủy xinh xắn, vui tính, dễ thương, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Em nghĩ là chị xứng đáng để được nhận quà nhân cái dịp năm mới này. Trời, hồi hộp nữa, em cứ làm chị hồi hộp hoài mà Khang. Đưa cho chị về thức uống rồi, rồi bây giờ lại còn tiếp cái quà nữa. Chẳng lẽ bây giờ uống xong em cho chị ăn? Chưa ăn. Ăn uống nó đi về ẩm thực rồi đúng ăn không? Ăn là một thứ ba chị ơi. Nữa hả? Có luôn hả? Có một thứ ba ăn uống. Wow, trời ơi. Cái mục này em làm chị hơi bị bất ngờ nghe. Khách sạn sẽ tặng chị món quà đầu tiên ngày hôm nay. Món quà này nhập từ Mỹ về. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê. Nói đi. Đẹp. Tươi. Nghe hấp dẫn hả? Đẹp tươi đúng không? Ừ. Rồi bây giờ xin mời chị nhắm mắt lại ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là món quà bất ngờ đầu tiên sẽ dành cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Xin mời. Không bất ngờ. Cuộc đời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gắn bó với nghệ thuật từ rất sớm. Mỗi người bạn, người thân trong cuộc đời đều đóng góp vai trò quan trọng trong mỗi quãng sự nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng được coi là mẹ đỡ đầu cho rất nhiều thế hệ nghệ sĩ hiện tại. Nhiều người đã lớn lên, trưởng thành từ các sân khấu của Hồng Vân. Vậy người thân sẽ xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao ngày hôm nay của người nghệ sĩ gạo cội này sẽ là ai? Chưa nha, giữ nguyên nha, khi nào em kêu mở mắt thì mới mở mắt nha. 3, 2, 1, xin mời quay lại ạ, quay trái ạ. Bên trái quay. Bởi vậy á, trời ơi, nè người ta áo dài nè, người ta áo vest lịch lãm. Rất là bất ngờ là định kêu con bé mặc áo dài luôn cho vô một cái set năm mới. Nhưng mà nó là gấp quá. Bảo là báo cái đưa ra đây để tặng món quà bất ngờ cho chị. Kịp đi ra tiệm mua bó hoa thôi đó. Bây giờ đầu tiên là chị phải cảm ơn VTV. Phải nói là chị không biết lý do tại sao mà lúc nào á mà chị bắt đầu khởi nghiệp á thì lúc nào cũng là có VTV bên cạnh. Cái lần mà mình mở sân khấu kịch Phú Nhuận, lúc đó là mọi người chưa biết gì đến sân khấu đó, thì VTV xuất hiện với chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Thế là sân khấu Phú Nhuận gần như cả nước đều biết đến. Bây giờ là sân khấu Điện Biên Phủ, 643 Điện Biên Phủ. Thì lại là VTV xuất hiện với Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, cùng với anh Lại Văn Sâm. Trời ơi, tự nhiên cho nên bây giờ sân khấu rất là ok luôn. Và hai lần, hai món quà mà VTV đem lại cho chị đều là những món quà mà đúng với cái mong muốn của chị. Và bây giờ cũng là bạn. Hay quá. Tại vì thực sự trong thời điểm này khi mà con mới tốt nghiệp xong thì cái việc mà hai mẹ con cùng được đồng hành trong những chương trình mang yếu tố giải trí, yếu tố nghệ thuật, đó là một điều cực kỳ cần thiết. Dạ. Thành ra là rất cảm ơn VTV, rất cảm ơn Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, rất cảm ơn Khách Sạn 5 sao cho Vân cái món quà quá là tuyệt vời như thế này. Dạ. Mẹ cảm ơn con đã đến trong cuộc đời của mẹ. Dạ. Em có nghiên cứu về kinh dịch và phong thủy. Ôi trời. Vâng, Khôi Nguyên sinh năm 1997 thì cũng là mệnh thủy ạ. Em có muốn nói điều gì với Khôi Nguyên không? Thôi. Dạ. Mình nói tiếng Mỹ luôn đi. Anh thì biết nói tiếng Mỹ Tho. Bây giờ nói giọng Mỹ Tho nha. Hay là hay giọng Mỹ Đình đi. Cảm ơn em. Dạ. Vâng, Khôi Nguyên nhớ mặt anh nha em. Nhớ mặt nha. Chắc là mời Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý vị khán giả nha Nguyên ơi. Dạ, Khôi Nguyên xin được kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Rất là vui khi hôm nay được góp mặt trong chương trình này ạ. À, bạn này, em tên Trevi đúng không? Đừng, cái chữ Trevi đó là bây giờ em không thích gọi đâu. Không gì ạ, gọi là Khôi Nguyên đúng không? Ngày xưa lúc em nhỏ đó, gọi Trevi thì đáng yêu. Bây giờ em lớn rồi tự nhiên kêu Trevi nó kỳ. Anh cũng chưa biết là cái nguồn gốc của cái tên này nó từ đâu ra. Cái tên của em là Jeffrey. Jeffrey. Chứ không phải là Trevi. Jeffrey. Đó, nhưng mà tại vì á đập mệt quá cho nên là mọi người xung quanh cứ ai Trevi cho nó khỏe. Với lại cái con cá Trevi nó cũng đáng yêu nữa. Dạ. Yeah. Em học ở bên Mỹ được mấy năm nhỉ? Dạ em học tổng cộng là vừa học vừa làm là 11 năm. Em đi năm 13, 14 tuổi. Từ cái khoảng thời gian mà quyết định đến khi đi á nó cũng không có nhiều, nó ngắn á. Nhưng mà em cũng hơi bị bỡ ngỡ là ô không biết tại sao mà lúc đó ba mẹ cho mình đi sớm như vậy. Nhưng mà sau này thì mới hiểu khi mà mình đi sớm nó tạo cho em được cái sự tự lập. Thì em cũng rất là trân trọng cái điều đó. Trong gia đình cho đến thời điểm hiện giờ theo anh được biết là chỉ có mình em là hình như là đi theo học về nghệ thuật. Cái đó là do em đam mê hay là do mẹ đã định hướng cho em? Từ nhỏ em đã được giống như gieo mầm rồi. Tại vì hồi đó em nhỏ thì mẹ cũng có sân khấu, mẹ rất là bận. Cái cách mà để hai mẹ con mà dành thời gian bên nhau á là giống như là mẹ cuối tuần là em được đi lên sân khấu tập kịch chung với mẹ. Thì là thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
rồi tối thì nếu mà cuối tuần thì được ở lại xem diễn nữa. Thật ra là từ những cái ngày tập đó và những cái buổi diễn đó mà nó giống như là nó gieo cho em một cái gì đó. Cho đến khi mà em lớn thì em mới chắc là mình phải đi theo cái con đường này, bởi vì mình không có hình dung là mình sẽ làm những cái việc khác mà mình có thể thích hơn được. Bằng tuổi của Jeffy, năm 26 tuổi, thì lúc đó là chị như thế nào? Cái chị nhận được á, rất là nhiều. Tại vì ngay khi mà mình còn đang học ở trường á, thì mình đã được tham gia truyền hình, tham gia sân khấu nhỏ, thì là mình đã được khán giả đón nhận mình rồi. Nếu mà nói là cái tuổi của bằng tuổi Phi bây giờ là cái thành quả mà mình đạt được đó nhiều lắm rồi. Yeah. Thực sự là như vậy. Có nghĩa là lúc đó là cái lịch làm việc của mình nó không có thời gian nghỉ luôn. Thậm chí là hôm nay đi quay thì khuya về 5 giờ sáng là đi săn xí ngầu. Trời. Săn xí ngầu xong là 15 ngày thôi là đã phải làm ngay và liền. Và cái lịch làm việc nó như thế từ năm chị 20 tuổi cho tới bây giờ. Nó là như vậy, nó không có một cái gọi là một cái lúc nào để mà mình dịu lại, ngoài những lúc mà mình ngưng lại để mình săn tụi nó. Nói nghe mẹ kể như vậy thì anh chợt thấy được một cái điều, đó là bằng tuổi của em bây giờ mẹ em đã là ngôi sao. Thế thì em nghĩ như thế nào về cái hành trình mà mẹ em đã thành công rất sớm, còn với em thì dường như là đang bắt đầu? Có một cái áp lực nhất định, em xem nó như là một cái thử thách đối với bản thân để xem mình sẽ làm được gì. Sau nhiều năm ở bên kia thì có rất nhiều mối quan hệ cũng như là những cái project nhất định để em có thể làm, em có thể tiếp tục. Nhưng mà luôn luôn có một cái sự thôi thúc em muốn đi về. Bây giờ mà cứ trì hoãn cái việc đó, nó như năm sau về, hay là làm hết cái này rồi sau đó là năm tới sẽ về, thì mình sẽ bị công việc nó cuốn đi hồi nào mình không biết á, rồi nó sẽ qua cái khoảng thời gian mà em có thể làm tốt nhất cái việc đó. Em nghĩ vậy ra là em mới quyết định là tại sao mình không về đây. Hy vọng là mình có thể cống hiến được một cái gì đó cho cái nền nghệ thuật nước nhà này. Những người bạn thân của mẹ em á, nói về mẹ em á, cái tính từ rất là thú vị. Đầu tiên đó là ngưỡng mộ, cái thứ hai là ôm đồm, và thứ ba là tham công tiếc việc. Thế thì nếu mà so sánh cái tính từ đó của mẹ em với là bản thân em á, thì em nghĩ là em có được tính từ nào, có thừa hưởng được cái gen nào của mẹ giống vậy không? Tham công tiếc việc thì dạ chắc có, tại vì chắc cũng giống mẹ, là khi mà em nhận em làm một cái gì đó thì dù nó có lớn hay nhỏ thì em cũng làm rất là hết tức sức. Tức là làm hết sức mình. Cái ôm đồm á, thực ra là nó không phải trong nghề không, mà nó trong cuộc sống bình thường nữa. Nhất là hồi lúc mấy bé này còn nhỏ, chị đi về giúp việc ở nhà, chưa kịp tắm cho tụi nó, đúng không? Là chị nói thôi để chị tắm. Đó, vậy đó. Hoặc là đến bữa ăn của tụi nó là để chị đút. Thay đồ, thay đạc cho tụi nó cũng vậy. Có nghĩa là chẳng thà mình đứng về thì thôi nhờ mấy cổ làm. Nhưng mà chị đã về rồi là những cái việc đó là không bao giờ tới tay mấy cổ. Em cũng hơi bị giống mẹ cái việc đó. Nhưng mà em nghĩ là sẽ phải ý thức hơn về cái việc mà mình lựa chọn những cái mình làm cho nó phù hợp với thời gian cũng như là sức khỏe của mình. Em cũng muốn mẹ như vậy, tại vì em nhìn mẹ cứ đi sáng về đêm, mình cũng là con, mình cũng sót. Nên là dạ. Mình tạm thời mình không nghĩ đến cái chữ nghệ sĩ nhân dân hay là một nghệ sĩ nổi tiếng á, thì em có muốn nói một cái điều gì với mẹ mà từ lâu lắm rồi mình không nói không? Thật ra thì ở nhà em cũng là một cái người rất là kiệm lời, tức là em ít có bày tỏ cái cảm xúc của em đối với mẹ lắm. Nhưng mà em nghĩ là mẹ biết, tại vì em thường em sẽ làm nó bằng những cái hành động của em nhiều hơn. Chỉ muốn nói với mẹ là mong là mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân nhiều hơn, mà cố gắng gọi là cân bằng cái công việc và cái sức khỏe lại. Con về lại rồi, giúp mẹ được cái gì thì sẽ giúp. Ngày hôm nay phải cảm ơn khách sạn 5 sao nhiều lắm á. Tại vì nếu như không có cái buổi ngày hôm nay thì cũng không nghe được những cái chia sẻ, những cái tâm sự của Khôi Nguyên đâu. Ai cũng nghĩ là chị đơn độc một mình, chứ thực sự chưa bao giờ chị đơn độc. Suốt cái quá trình mà cái sân khấu nó tồn tại được cho đến bây giờ thì bên cạnh chị luôn luôn là ông xã chị. Gần như ổng là cái người mà
đưa ra những cái chiến lược, chị là người thực hiện. Đó, nó phải là như vậy thì mới có thể làm được. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đều có một cái suy nghĩ là cần phải nghỉ ngơi rồi. Thôi xưa quý vị nói là nghỉ ngơi thôi chứ cái tính của chị Hồng Vân mà nghỉ cái gì. Thôi thì đầu xương sẽ có một cái phút nó hơi lắng động. Bây giờ mình qua cái thứ thứ ba, vì chị muốn tụi em rần rần hay chị muốn lắng động tiếp? Rần rần đi. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Đó chính là bữa tiệc hạnh phúc.